Tiếp nối chương trình là một ý kiến cộng đồng mạng. Thiên Hà xin gửi đến quý vị bình luận của giáo sư Nguyễn Tuấn đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 8 tháng 4, 2022 về xu hướng Việt Nam bỏ phiếu giống tàu tại Liên Hiệp Quốc. Mời quý vị cùng chia sẻ. Xu hướng Việt Nam bỏ phiếu giống tàu tại Liên Hiệp Quốc. Hôm 7 tháng 4, Việt Nam và tàu đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết loại bỏ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng Nga vẫn bị loại khỏi hội đồng vì đa số các nước thành viên đồng ý với nghị quyết. Câu hỏi đặt ra là Việt Nam đã bao nhiêu lần bỏ phiếu theo hay trùng hợp với tàu? Trả lời 90%. Theo một phân tích dữ liệu Liên Hiệp Quốc tính từ năm 1971 cho đến năm 2017, tỷ lệ mà Việt Nam bỏ phiếu trùng với tàu cộng là 89.2%. Tuy nhiên, khi phân tích theo những nghị quyết quan trọng, thì tỷ lệ phiếu Việt Nam theo tàu lên đến 91.6%. Theo bảng số liệu, chỉ sau Bắc Hàn 92.6% và Cuba 91.8%. Nếu tính từ lúc Việt Nam mở cửa năm 1986 cho đến năm 2019 và chỉ tính các lần bỏ phiếu cho các nghị quyết quan trọng thì Việt Nam bỏ phiếu trùng hợp với Cuba là nhiều nhất, 88.7%, theo sau là Lào 87.5%, Miến Điện 86.3%, Turkmenistan 89.2% và tàu cộng 85.6%. Nói chung, xu hướng bỏ phiếu của Việt Nam trùng hợp với các nước bất hảo như Bắc Hàn 82.7%, Libya 84%, Zimbabwe 83.6%. Tóm lại, đối với các nghị quyết quan trọng như ngày hôm qua thì Việt Nam, Lào, Cuba và tàu thường bỏ phiếu giống nhau. Dĩ nhiên, về mặt khoa học, ở đây chúng ta chỉ có thể nói mối tương quan về xu hướng bỏ phiếu giữa mấy nước này thôi, chứ không chứng minh ai bỏ phiếu theo ai. Nhưng về mặt chính trị thì quá dễ hiểu ai lệ thuộc ai. Những số liệu này có khơi dậy ý tưởng thoát trung hay không thì còn tùy thuộc vào những người đang đại diện Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc.